Vâng, về đây thì quý vị có thể trải nghiệm được biển Nhân Hội, cát thì vàng mịn quý vị ạ, à. Và biển thì xanh, nước biển thì rất là cạn luôn quý vị. Quý vị có thể về đây hòa mình với biển, tắm biển thì cực kỳ là phê luôn, ngắm bình minh thì rất là chill. Và quý vị có thể là trải nghiệm trên mặt biển luôn, quý vị có thể là đưa các con hay là gia đình về đây để trải nghiệm và thưởng thức hải sản tươi sống ở đây. Một trong những dự án hiếm hoi mà cả mặt biển cực kỳ đẹp đó là dự án Nhân Hội Newti Kika Gateway. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại Vinh Vinh đang có mặt ngay tại dự án Nhân Hội Newti Kika Gateway. Vâng, bạn có tin được hay không? Chỉ cần 35 triệu thì bạn đã sở hữu được một mảnh đất nền ven biển với pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài, nằm ngay tại nơi được ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Và dự án với quy mô trên 40 hectare nằm trên trục đường quốc lộ 19B, trục đường kết nối từ sân bay quốc tế Phù Cát về với trung tâm thành phố Quy Biển Quy Nhơn. Và dự án nằm ngay tại trung tâm du lịch Kỳ Ca Eo Gió. Nào, hãy cùng Vinh Vinh khám phá dự án Nhân Hội Newti Kika Gateway. Vâng quý vị, chỉ cần 35 triệu trong cái thời kỳ mà như thế này, một cơ hội đầu tư mà tập đoàn Danh Khôi dành cho quý khách hàng thích dự án đất nền ven biển với pháp lý rõ ràng, sổ hồng sở hữu lâu dài, với hạ tầng hoàn thiện, chỉ cần 35 triệu thì quý vị đã sở hữu được một mảnh đất nền ven biển. Điều này có thật sự là như thế hay không? Quý vị có tin về cái điều đó hay không? Thì quý vị hãy cùng theo Vinh để mà trải nghiệm về dự án đất nền với cái hạ tầng hoàn thiện nằm ngay tại trung tâm về du lịch. Hiện tại thì tỉnh cũng đang thu hút các tập đoàn lớn về đây đầu tư hàng loạt dự án bất động sản ven biển. Và sau đây Vinh Vinh sẽ chia sẻ một số thông tin về cơ hội đầu tư bất động sản có 102 tại thị trường bất động sản ven biển thành phố biển Quy Nhơn. Vừa rồi ngày 5 tháng 2 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về với thành phố biển Quy Nhơn và đã chỉ đạo và cũng như là khánh thành đường các tuyến đề ghi đường trục đường kết nối khu kinh tế Nhân Hội để phát triển về bất động sản ven biển. Và Thủ tướng cũng chỉ đạo trực tiếp là tỉnh phải lấy phát triển về hạ tầng cũng như là đường xá cao tốc để mà phát triển nòng cốt và giúp cho bất động sản tăng trưởng cũng như là phát triển về công nghiệp logistics. Điều này sẽ giúp cho bất động sản ven biển sẽ bứt tốc trong thời gian tới. Đây là cơ hội ngang vàng để cho quý vị đầu tư trong thời điểm hiện tại. Vì hiện tại chủ đầu tư hỗ trợ rất nhiều chính sách và chiết khấu mạnh tay cũng như chính sách thanh toán chỉ cần 35 triệu trên một tháng thì quý vị đã sở hữu được một mảnh đất. Không có một dự án nào lại nằm ngay tại trung tâm du lịch mà lại gần biển như dự án Nhân Hội Newti. Hiếm có một dự án nào hạ tầng hoàn thiện và pháp lý. Điều này sẽ giúp cho quý anh chị nhà đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Quý anh chị đầu tư thời điểm này là một trong những thời điểm cực kỳ là hợp lý. Vì Thủ tướng cũng đã về đây để chỉ đạo trực tiếp giúp cho khu kinh tế Nhân Hội phát triển và cũng là động lực của tỉnh nhà để phát triển về công nghiệp cũng như là bất động sản nguồn thu lớn giúp cho tỉnh Bình Định sẽ phát triển và là nòng cốt của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vâng, chỉ cần 35 triệu thôi quý vị, chỉ cần 35 triệu thôi quý vị đã nắm bắt được cơ hội đầu tư một mảnh đất nền ven biển mà hạ tầng hoàn thiện 100% về đường xá cũng như là cây xanh cũng như là công viên và pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài. Và dự án chỉ cách biển với bán kính là 900m. Và xung quanh đây là hàng loạt tập đoàn đang triển khai hàng loạt khu resort cũng như là villa với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ ở khu vực này. Và sắp tới đây Vinh Vinh sẽ đưa quý vị ngắm biển Nhân Hội và dự án cách biển Nhân Hội cực kỳ đẹp như thế nào. Phía sau ngay lưng của Vinh là sân golf của tập đoàn FLC, một trong những sân golf hàng top của châu Á. Và hàng năm thì thường xuyên tổ chức những giải đấu golf mang tầm cỡ khu vực. Và các Việt kiều cũng như là những tay golf mà thích đánh golf thường xuyên về đây để mà trải nghiệm cái sân golf của dự án FLC này và cảm nhận được biển Nhân Hội. Nên là dự án Nhân Hội Newti Kika Gateway cực kỳ là giá trị, tầm đẳng cấp của những đại gia có thể về đây đầu tư cũng như là trải nghiệm những cái dự án ở đây. Và sân golf là một trong những cái xu hướng mà giới đầu tư bất động sản với tầm triệu đô rất là thích để mà sở hữu những cái bất động sản gần đây để mà trải nghiệm được cái đẳng cấp của các đại gia. Và biển của Nhân Hội Newti cực kỳ là trong và hải sản ở đây thì cực kỳ là tươi ngon, cho nên điều này đã thu hút một lượng khách lớn Việt kiều về với thị trường bất động sản Nhân Hội cũng như là dự án Nhân Hội Newti.
nên đây là một cái lợi thế của dự án đất nền ven biển. Và ở đây á, thì biển thì hải sản phong phú, biển trong, và hàng loạt tập đoàn lớn đưa triển khai dự án về đây là cũng là như vậy. Và mời quý vị và các bạn hãy trải nghiệm biển. Xin mời theo chân Vinh nhé. Đang đi dạo biển Nhân Hội, và phía trước sau lưng của quý vị là mặt biển của Nhân Hội New City. Biển thì xanh, cát thì vàng, và ở đây biển cực kỳ là có nghĩa là nó rất là cạn. Khi mà quý vị tắm biển, quý vị bước ra xe nhưng mà biển nó tới đầu gối thôi quý vị. Đó là một điều trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Quý vị có thể ra đây hòa mình tắm biển cũng như là thưởng thức hải sản vào hoàng hôn, cực kỳ là chill cũng như là hấp dẫn. Biển thì cát mịn vàng, và ở đây thì dọc biển này có hàng loạt dự án resort cũng như là villa để quý vị có thể trải nghiệm về biển Nhân Hội. Quý vị có thể là du lịch kỳ cá yêu giá. Bên đây có làng chài Nhân Hải cực kỳ là đẹp và thơ mộng. Và phía xe tây của Vinh Vinh ấy sẽ là chùa Linh Phong Thiền Tự, có tượng Phật ngồi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Quý vị có thể tận hưởng du lịch tại Kỳ Ca Gateway, và quý vị có thể đầu tư một bất động sản ở đây. Quý vị buổi sáng quý vị có thể là trải nghiệm hoặc tắm biển, có thể là từ dự cái lô đất của quý vị có thể chạy ra đây để tắm biển và thưởng thức hải sản, hoặc là có thể là nâng tầm đẳng cấp của quý vị có thể là đánh gót trải nghiệm những cái thú vui cũng như là nơi có thể là hòa mình với biển cả cũng như là du lịch tâm linh, có thể là lấy sự bình an và an yên khi mà quý vị về đây quý vị tận hưởng. Và có hàng loạt cánh đồng quạt gió để quý vị có thể là check in nhiều địa điểm du lịch để quý vị có thể khai thác về bất động sản du lịch cũng như là trải nghiệm tận hưởng khi quý vị đầu tư một lô đất nền tại dự án Kỳ Ca Gateway Nhân Hội New City. Nào hãy cùng Văn Vinh cùng ngắm biển Nhân Hội nè. Thân yêu, quý vị có tin được không? Chỉ cần 35 triệu trên tháng thì quý vị có thể sở hữu được một mảnh đất nền ven biển với pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng hoàn thiện, và quý vị có thể về đây sở hữu được ngôi nhà thứ hai, có thể là trải nghiệm và nghỉ dưỡng tại đất nền ven biển Nhân Hội New City Kỳ Ca Gateway, hòa mình với thiên nhiên, nâng cao sức khỏe, tạo nên lãi vốn cũng như là dòng tiền khi đầu tư ở đây. Nào còn gì tuyệt vời hơn khi quý vị đầu tư về dự án Nhân Hội New City Kỳ Ca Gateway. Vâng, về đây thì quý vị có thể trải nghiệm được biển Nhân Hội, cát thì vàng mịn quý vị ạ, và biển thì xanh, nước biển thì rất là cạn luôn quý vị. Quý vị có thể về đây hòa mình với biển, tắm biển thì cực kỳ là phê luôn, ngắm bình minh thì rất là chiêu. Và quý vị có thể là trải nghiệm trên mặt biển luôn, quý vị có thể là đưa các con hay là gia đình về đây để trải nghiệm và thưởng thức hải sản tươi sống ở đây. Một trong những dự án hiếm hoi mà cả mặt biển cực kỳ đẹp, đó là dự án Nhân Hội New City Kỳ Ca Gateway. Vâng, quý vị hãy like và comment video nếu như thấy hay, và hãy join vào nhóm phía bên dưới của màn hình và số điện thoại hotline để chúng tôi có thể hỗ trợ cũng như là đưa quý vị có thể trải nghiệm dự án Nhân Hội New City Kỳ Ca Gateway. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.